Sao cái nhúng vậy cho mấy bé nhỏ nó ăn luôn á. Đây, nhúng một chút xíu là xong với mấy. Đó. Dầu nóng cả nhà sẽ cho hành tỏi xả vào và sau đó thì mình sẽ cho cà chua vào nha. Cho thơm vào luôn nha. Giờ mình đảo đều lên ha. Giờ mình cho nước dừa tươi vào nhé. Cái này mình nấu nước dừa tươi thì nước nó sẽ ngọt và thơm hơn ha. Sau khi xong rồi thì giờ em bỏ mẻ vào nha. Cái mẻ này là mình phải lọc qua cái vai nha. Hôm nay em mua cái mẻ nó còn cơm nhiều quá à. Chắc mới, chắc người ta mới làm hay sao. Cái này là nó được rồi ha. Một muỗng đường, chút xíu xíu muối, một ít nước mắm. Lúc này thì mình nêm nếm lại thử xem nó đã vừa hay chưa nhé. Cho cái nồi này nó sôi lên, như vậy là mình đã nấu xong cái nồi nước mẻ rồi đó ha. Nồi nước mẻ nó sôi rồi thì Yến cho ít hành tây vào nha. Như vậy là xong nồi mẻ rồi ha. Giờ là Yến nhắc xuống nha. Rồi Yến đi làm nước chấm á. Cho vào một chút dầu ăn. Cái này là tỏi, cho tỏi vào nha. Cho nó thơm lên. Tỏi gần thơm mình cho ít sả vào. Cho một ít ớt vào. Đảo đều lên. Những nguyên liệu này thơm rồi thì mình cho khóm hay là thơm vào nhé. Cái thơm này là Yến bằm nhuyễn đó nha cả nhà. Cho vào đây khoảng 5 muỗng đường nha. Do cái mắm nêm nó mặn á, cho nên mình phải bỏ đường nhiều vào. Ai ăn bột ngọt thì bỏ bột ngọt vô nhé. Do nhà Yến không có ăn bột ngọt á. Nghe mùi thơm rồi thì mình cho mắm nêm vào nha. Hôm nay Yến nấu nguyên một chai cách dành để ăn luôn. Hôm nay Yến dùng lại mắm nêm này này. Nhà Yến thì hay ăn cái mắm nêm này thấy nó ngon á. Cái nước dừa lúc nãy Yến trừ lại một ít, Yến đổ vô đây ha. Trong lúc này thì cả nhà mình sẽ nêm lại xem nó đã vừa cái khẩu vị của gia đình mình luôn chưa nha. Cả nhà cho nó thấy nó sôi đều lên lăn tăn như thế này là lúc này là cái mắm nêm của mình đã chín rồi á ha. Như vậy là mình nhắc xuống được ha. Yến và Bảo Lâm xin chào cả nhà nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Yến ăn là bò nhúng mẻ nha. Đây, thịt bò Yến xếp ra một dĩa như thế này và nước mẻ lúc nãy thì Yến đã có quay cái cảnh nấu rồi đó ha. Cả nhà nhìn xem cái nước mẻ Yến nấu này, nhìn hấp dẫn không? Đây, cả nhà này. Cái bò nhúng mẻ này thì nó sẽ ngon hơn là bò nhúng giấm nha. Tại cái giấm á, cái mua giấm Hàn Quốc thì không sao, cho mua giấm của giấm nuôi của mình á. Yến thấy nghe cái mùi nó nồng quá. Yến cũng ăn mấy lần nó nồng, giờ Yến nấu mẻ này. Như mình ăn bò nhúng mẻ thì mình chỉ là nhúng vô, xong rồi mình cuốn với rau mình ăn chung ha. Thì hôm nay là Yến ăn chung, đây là rau sống và rau thơm. Chiên. Kèm thêm một ít bún nữa nha. Cái bánh cuốn đó rồi, bánh cuốn bỏ ở ngoài quên mất. Ít trà. Hôm nay thì uống trà. Trà này uống cho thanh lọc cơ thể. Đúng rồi. Đây. Đó. Của anh hai này. Đây. Ngồi đây mùi thơm quá. Thơm đúng không? Giấm này nó sẽ ngon hơn á. Vô cái đã không hai? Chứ nấu khát nước quá. Vô cái đã đi. 1, 2, 3, vô. Cái gì mà uống hết ly luôn vậy sao anh? Giờ mới đi học về khác lắm. Còn Yến thì nấu khác quá. Một miếng bò tay. À, cả nhà thấy đã không? Anh hai mà nhúng bò là thôi rồi, chuyên nghiệp luôn. À, cái nước lẩu đã không? Đó. Mình nhúng nó tái tái vậy đó. Muốn bò. Hơi tái tái hồng hồng. Chuẩn bị đưa lên miệng này. Ừ, nóng, nóng, nóng. Rồi. Ngon, ngọt. Ngon, ngọt. Đây, giờ cũng tới lượt Yến luôn. Đây. Đây, miếng bò ra. Đó. Đã không cả nhà? Đây, nhúng vô vậy đó. Ăn miếng bò không nãy chưa? Anh hai chấm mắm nêm đi, mẹ mua cái chấm mắm nêm cho anh hai rồi kìa. Đây nha cả nhà, Yến cũng muốn ăn miếng mắm nêm coi sao đã. Đây.
sợ là còn hơi nóng quá. Đây, cái chén mắm nêm của anh Hai này. Đây là chén mắm nêm của Yến. Đây. Đây, nhúng vô như thế này nha cả nhà. Đây. Ừ. Wow. Ngọt mềm nha, chua chua tuyệt vời. Đã quá, sự ngon quá. Tại bữa hôm á, em với bà ngoại ướp, Gấu kêu là nếu mà ướp á, cái vị thịt bò nó đã thấm gia vị rồi á, nó không còn cái nguyên bản, cái mùi vị nguyên bản đầu tiên của nó nếu mình ăn, bò nhúng. Cho nên hôm nay Yến không có ướp gì hết mà Yến quấn thấy ngon thì đó cả nhà. Cái thơm cái vị thịt bò, đúng là cái vị thịt bò nó rõ hơn, nó mềm hơn, nó ngọt hơn. Yến sơ vậy thôi. Nhúng ra sẵn nếu mà mình cuốn á. Cái này anh Hai lấy bún ăn với nước không cũng được. Hai chắc là không ăn cuốn lắm. Ừ. Chúng ta mình chắc ăn thơm vậy nó mà. Đây. Yến thì cuốn, anh Hai thì ăn với bún. Hai mẹ con hai dĩa đơn giản vậy thôi mà ngon ghê á. Ăn chung với miếng thơm. Thơm. Cho mượn cái vá luôn mẹ. Thiệt. Tuyệt vời. Gắp thịt bò bỏ lên luôn. Cầm bún nó lèo lèo. Hai coi chừng nóng nha hai. Thịt bò cuốn ngon không lắm. Nên hai ăn không muốn bún mà hai muốn cuốn. Ngon. Tôi cho cái nấu lên luôn. Nó không mặn, chấm đã luôn. Cái này lúc nãy em nấu nhiều để ăn á, cho nên em không có nặn chanh vô. Cả nhà ai mà ăn liền á thì mình nặn chanh vô nhá. Để ăn liền là nhằn chanh vô kia mẹ. Thịt nước chấm nó chua chua, mặn mặn, ngọt ngọt. Nó mới ngon được. Coi chừng. Coi chừng sẵn rồi á. Đó, miếng bò này. Cho nó nhìn anh Hai quấn là biết chất lượng rồi á ha. Mùi vị quá thơm ngon. Thơm ngon tròn vị yêu thương. Thế sao? Thịt bò nó rớt ra. Quá đã. Chấm mặn mặn. Tay tay. Cái thịt bò này em mua cái thịt bò vừa có gân gân này xíu vậy này, quấn cho nó ngon đó ha. Em cắt miếng mỏng vậy luôn. Đâu rồi, khó gấp quá vậy này. Cái mỏng mà to á. Đó. Đó, đây miếng to vậy luôn á, đưa vô vậy luôn nè cả nhà. Cái nồi này thôi rồi á. Thế là em nhúng vậy cho mấy bé nhỏ nó ăn luôn á. Tại vì Ruby với là Miu. Đây. Nhưng một chút xíu là xong chứ mấy. Ừ, cái nồi này. Ừ. Đã không? Miếng bò là đúng chất lượng luôn á ha. To, mỏng. Khi nhúng quá, nó mới ngon được. Cả nhà biết sao em xách được mỏng vậy không? Do em mua thịt bò em mua hôm qua là nó em bỏ trong ngăn đá, tầm sáng em lấy ra em để ngoài tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ gì đó là nó chưa có tan hết đá, em để vậy em xách luôn, cho nên cái miếng thịt bò nó mỏng ơi là mỏng luôn. Mày lại nhúng một miếng nào đó, cả nhà thấy không, miếng thịt bò mỏng lét luôn này. Mấy thịt bò mỏng vậy này thì ăn nó không bị dai, đúng rồi, mà nó dai. To ăn cho nó đã ngừng. Đây
Tết tái. Quá mờ em. Chấm vào cái nước chấm thần thánh. Quá. Đúng bài luôn á ha. Quá rã. Có gì trong này lấy hết. Thơm hành tây. Đó, trong này là mấy cái nước này ngon lắm. Cho mẹ luôn nè. Sao không ăn hả? Nhường hương mẹ mới cho đó. Cảm ơn nha. Cho miếng bún lên trên cho nó đỡ nóng mà quấn nhân cái gì hết. Không biết sao quấn được đây chứ. Nhiều quá. Một cái khổng lồ đó. Mình cắt hết cho cuốn này. Đây, cho vậy luôn. Hấp dẫn quá. Ăn món này thấy nó ngon hơn bà bò nhúng giấm luôn. Ừ, giấm này ngon hơn. Nóng quá. Quá hả? Heo hát nước dùng này cũng ngon. Ừ. Tuy nhiên nước dùng này nó không chua bằng giấm. Bằng giấm thì cái nước dùng nó chua hơn. Nhưng mà cái chua này nó chua thanh, nó không chua đặc như như cái giấm. Ừ. Rồi. Nó dễ ăn hơn đúng không? Nó không bị nồng cái mùi. Hai mẹ con ăn bò nhúng mẻ như thế này rất là ngon luôn đó cả nhà. Yến xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu ra xem video của Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.